Từ giờ cho đến chiều, nhiệt độ ở khu vực sẽ tăng nhanh đấy ạ, khi mà nắng lên ngày một mạnh hơn. Dự báo tại Biên Hòa là nơi có mức nhiệt cao nhất ở khu vực Nam Bộ, chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Còn tại Cần Thơ, Cao Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Tây Ninh và Châu Đốc vẫn khá nóng với mức nhiệt 34 độ C. Sau 3 ngày nắng mạnh và nóng, về chiều tối, mưa dông xảy ra rải rác ở khu vực này. Khu vực miền Tây Nam Bộ là nơi mà có nhiều điểm mưa to lượng khá. Quý vị cần đề phòng, trong mưa dông dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Du khách đến với thành phố Cần Thơ vào 2 ngày cuối tuần này sẽ có dịp tham quan, tìm hiểu và khám phá văn hóa Hàn Quốc tại sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc tại công viên Lưu Hữu Phước. Sự kiện mở cửa miễn phí và hứa hẹn sẽ là một sân chơi tham quan, giao lưu thú vị và bổ ích cho người dân và du khách đến với thành phố Cần Thơ vào dịp này. Với trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo tại đảo Phú Quốc. Do lợi thế gần biển, gió thổi đều nên trời nắng nhiều nhưng mà không quá nóng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 32 độ C. Về chiều tối, nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ C. Trên biển, thời tiết khắp vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau Kiên Giang, ngày hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, có nắng, gió thổi nhẹ, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, độ cao sóng không quá 2 mét.